anh em đi chợ của mì thì tùy ha các bạn, nếu mà có cái nhiều có gì lắm đó. Tới cái ha. Chém tới cho chiếc kia quanh đầu đá đầu ra luôn. Lấy đầu ra xong rồi đầu là cho cong nó lên phía sau luôn. Chịu khó cái góc trong đó giác hơi xa chút xíu. Rồi, lê bắt đầu quay ra luôn ha. Quan thông cảm nha, mình ngồi chút xíu đi. Trời nắng quá rồi, đi qua đó cũng vậy thôi. Tại vì mấy chiếc xe này nãy giờ quay hết rồi. Quay sáng giờ quay được 6 7 clip rồi, 5 clip gì. Đây đó là rất là nhiều clip các bạn. Đây đó là giờ chỉ quay dẫn ra thôi ha. Cái chiếc trước này nè các bạn, chiếc trước này là nó là 80 ha, 80 lên. 80 lên nè các bạn. Bạn nhìn cái cầu nó không? Nhìn cầu trước à, nhìn cầu trước nó đã. cầu lên hình như là phải cả khoảng 40 có mấy triệu vậy. Cầu thứ đó trên thằng Hoàng Anh á, Hoàng Anh là cơ khí vlog á, lên nhiều lắm. Rồi ghe vô ba chiếc cặp lại. Lê ra trước ha. Cọp ra trước ha. Để coi hai chiếc bên này nó có vô không này, chiếc kho với chiếc mẹ có vô hay không nha. Chắc cũng khoảng 10 phút nữa nha các bạn. Hơn 10 phút nó mới xong nha. Còn chiếc một đang nhắm tới luôn nha. Xíu nữa nha các bạn. Rồi bây giờ hai chiếc ngoài vô luôn ha các bạn, tại vì gần băng tuôn luôn rồi. Hai gần băng tuôn luôn ha. Vô đông thì vô vui ha. Nhiều có chiếc bé ác sướng nè, bé ác không vô. Anh em đi chợ của mì thì tùy ha các bạn, nếu mà có cái nhiều có nhiều đấm đất á, nó chân nó cứng á, thì chở khỏe lắm nha. Còn có nhiều đấm đất mà nó chân nó chịu sụp rồi, anh em chở nó là có chắc giả luôn. Nếu mà gần bãi á, thì anh em tăng bo khoảng 2 tấn mấy 3 tấn cho lại thì ok ha. Còn nhiều đám mà nó xa bãi á, anh em hơi gán một chút xíu á, rất là đuối luôn. Rồi xong hết rồi, giờ đợi cái kia tới là giờ câu vô thôi. Rồi lên đây các bạn. Bữa nay công này nhổ dữ ha. Thank you.
bò nó hay cực ha. Rồi cho các bạn coi bắt đầu chuẩn bị ra khói cái nha. Đó, một dây luôn. Rồi cột dây vô. Rồi gia công mình xong rồi còn mình về ha. Nãy giờ quên để coi chiếc xe máy mình nữa. Rồi lên xe, lên xe. Xong rồi nó lấy cây luôn. Rồi mày ép đi trước. Anh em ra ngoài còn gắn một nữa ha. Gắn một cho nó mới về.
ngồi xích ghế càng lôi chậm luôn, móc xe máy lôi luôn. Xe trước á, chiếc xe 80, xe 80 trước á. Rồi nha, cầu nó xong hả các bạn? Chị là ngày mai nhậu đi nữa hả chị? Chị là nhậu mấy ngày cho xong luôn phải không? Chứ cái này đợi mưa xuống không phải dễ ăn đâu nha. Thấy đường thấy quải quá. Rồi thôi, video kết thúc đây các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Nè tới đây này, ghé cho vô cao su nè. Tới đẳng ra. Còn chạy thêm mấy cài luôn cũng được. Vô cao su tẻ ra. Rồi thôi, video kết thúc đây nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Có chiếc này chả mới giữ nè. Đó, hai thùng nước cho một can luôn mà bây giờ sạch hết luôn hả? Chiếc này là coi như chiếc kia mấy chiếc chở mới được mấy chục tấn, là chiếc này chở không mấy chục tấn á. Nhà có nó mới có được mấy chục tấn á. Rồi bye bye các bạn nha.